Thời gian gần đây, VOV.vn nhận được phản ánh của nhiều người nước ngoài sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội về việc một nhóm đối tượng trẻ tuổi, chủ yếu là thiếu niên khoảng 15 đến 20 tuổi, thường đi trên xe máy che biển hoặc tháo biển số. Nhóm đối tượng này đi theo tốp khoảng 2 đến 10 người, thường xuyên xuất hiện quanh khu vực đường Tô Ngọc Vân, Quảng An, Quảng Bá, Đặng Thái Mai, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống. Khi thấy những phụ nữ trẻ nước ngoài đi một mình hoặc đi theo nhóm, các đối tượng này vọt xe máy qua và có hành vi tấn công tình dục thô bạo vào các bộ phận nhạy cảm. Thậm chí có nạn nhân còn tố cáo bị nhóm đối tượng bóp cổ. Tiếp cận vụ việc, phóng viên VOV.vn đã gặp một số thiếu nữ nước ngoài và cả người Việt Nam là nạn nhân của nhóm đối tượng trên. Phần lớn các nạn nhân đều bày tỏ sự bức xúc và cảm thấy bất an khi đi bộ ra ngoài. Đó cũng là lý do khiến cho thời gian gần đây, những khu vực phố Tây trong quận Tây Hồ ngày càng vắng bóng nhiều người nước ngoài đi dạo. So I was attacked two times by these men. The first time I was running at 1 p.m. on the 9th of January when two young boys or young men came behind me and they slapped me on my bottom and drove away. And the second time was around 10 p.m. by Turtle Lake in Tejo, and I was walking my dog. One man came, drove onto the footpath on his motorbike behind me. He came up and said hello, and when I looked at him, he grabbed me, my boob, and drove away. And I tried to chase after him. And we see them every single day. We see them getting braver and braver and more obvious in bigger groups, and their attacks are getting more violent with bricks and belts. So, yeah, I think I feel scared to go outside. And a boy approached me on a bike and grabbed me from behind and said some rude things to me. So I told him to go away from me and shouted, and then he'd turn around and drive off. There was two boys on the bike. One boy had glasses and the other boy was very skinny, and they are both around teenager, maybe 16, 18 years old, quite young. I feel really angry, but now also feel scared when I go outside.